说人挺明，回阵雨里你我各安天命，冷雨快跌破互相倒影。好个戴阿家嘅，叶祖，叶祖，叶祖，等等，等等，等等，叶祖，叶祖，等等，不打就好，叶祖，叶祖啊，等等，叶祖，叶祖，叶祖，叶祖，叶祖，叶祖，叶祖，叶祖。Nhịt chủ, nhịt chủ, nhịt chủ, con không sao là tốt rồi. Nhịt chủ, con không bị sao chứ. Nhịt chủ. Nương nương, người nhìn xem. Là hộ chỉ của hoàng hậu nương nương. Cái này đúng là hộ chỉ của bổn cung, nhưng bổn cung quả thật không làm gì tổn hại tới đại a ca. Đại a ca dễ thương hoạt bát như vậy, là huynh đệ của Soạn Nhi, là tử tôn của hoàng thượng và đại thanh triều, bổn cung làm sao phải làm như vậy? Bởi vì người đố kỵ hôm nọ trước mặt hoàng thượng, nó thông minh xuất chúng, được người khen thưởng, lại đem vị a ca của tỷ ra so sánh. Tỷ thân là mẹ, sinh lòng đố kỵ. Bổn cung thật sự không làm gì tổn hại tới đại a ca. Nếu như muội muội không tin, bổn cung có thể thề với trời, nếu như hoàng hậu sợ báo ứng, đã không liên tục làm những chuyện thiên lý bất dung như vậy. Trước đây là A Mã muội, lần này lại là con muội. Y Lan thề với trời đất, vì bảo vệ người thân, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng không luyến tiếc. Hoàng hậu, tỷ xem lại mình đi. Tại sao ngươi bắt đại a ca? Tại sao đem bỏ nó bên hồ sen? Tại sao làm cho toàn hoàng quý phi kinh hoàng? Tại sao giáo họa cho bổn cung? Đại a ca bị người ta bắt đi đem bỏ bên hồ sen sao? Là ai mà to gan như vậy? Không phải tỷ tỷ nghi ngờ là do Tĩnh Du làm đó chứ? Trừ ngươi ra, bổn cung không nghĩ ra ai có thể làm như vậy được. Ai ai cũng biết hoàng hậu và toàn hoàng quý phi trước giờ như nước với lửa, tranh chấp không ngừng. Nếu nói có người muốn gây bất lợi cho đại a ca, người bị nghi ngờ nhiều nhất hình như là hoàng hậu đó. Ăn nói hàm hồ, điên đảo thị phi. Ngươi muốn mượn chuyện của đại a ca khiến cho hiểu lầm của bổn cung và toàn hoàng quý phi thêm sâu nặng, sau đó ngươi ông đắc lợi. Bổn cung nó có sai không? Bắt cướp tận tay, nói miệng vô chứng. Xin hoàng hậu nương nương đừng ngậm máu phun người. Tĩnh quý nhân và bổn cung trước đây có không ít ân oán. Nếu ngươi muốn trả thù bổn cung, bổn cung rất hiểu. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này làm hại tới các tiểu a ca vô tội, bổn cung và toàn hoàng quý phi sẽ bất chấp tất cả, đối với kẻ thù hại con của mình báo thù và trừng trị. Hoàng hậu nương nương, thay vì nghĩ ngợi suy đoán lung tung, chỉ bằng suy nghĩ cho bản thân và nhị a ca đi. Tỷ tỷ có tấm lòng bao la, bất chấp tất cả để cứu đại a ca, nhưng mà toàn hoàng quý phi chưa chắc nghĩ như vậy đâu. Nói không chừng người lần sau bị bế đi là nhị a ca cũng không chừng. Tĩnh quý nhân là người ra sao, bổn cung hiểu rất rõ. Những lời ngươi vừa nói, bổn cung sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này Soạn Nhi có bất trắc gì, bổn cung nhất định tìm ngươi truy nã ngọn ngành. Con người của bổn cung chắc ngươi đã rõ. Bổn cung nói được, sẽ làm được. Vậy đại a ca có bị thương gì không? Xin hoàng thái hậu yên tâm, nô tài biết được mục đích của hoàng thái hậu chỉ là muốn làm cho hoàng hậu và toàn hoàng quý phi hiểu lầm, không muốn tổn hại đến đại a ca, cho nên nô tài đã rất cẩn thận.
Vậy Ai Gia yên tâm rồi. Hoàng hậu cũng đã tới chất vấn Tĩnh Du, nhưng chỉ cần Tĩnh Du phủ nhận cũng không làm được gì. Không sai. Cho dù hoàng hậu có nghi ngờ chuyện này, chỉ cần Y Lan tiếp tục thù địch ả ta, thì hai người họ sẽ trai cò cắn nhau. Ngươi mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Sự sủng ái và giúp đỡ của Hoàng Thái Hậu với Tĩnh Du, nô tài ghi nhớ mãi trong lòng. Không biết Hoàng Thái Hậu còn có diệu kế gì cần làm không? Tĩnh Du cho dù lên rừng xuống biển, vạn nan bất từ. Những chuyện còn lại Ai Gia đã có sắp xếp. Dạ. Phải rồi, tình hình bên hoàng thượng thế nào rồi? Nô tài đã làm theo lời dặn dò của Hoàng Thái Hậu. Kinh Hoa Mai lần này lạc lẽo vô vị, không giống món canh mà bình thường nàng hay cho trẫm dùng. Hồi hoàng thượng, xuân đi đông đến, hoa mai đã tàn, nô tài chỉ có thể sử dụng linh chi trường bạch quan giả cộng với tim heo thịt nạc làm món canh linh chi giả vị này. Hay là nàng thử làm món canh khác cho trẫm dùng? Nếu như mùi vị giống với món canh hoa mai đó thì hợp ý trẫm lắm. Hoàng thượng uống món canh do ngươi đặc chế cũng được một thời gian, chắc đã bắt đầu ngấm thuốc thành nghiện. Nếu bây giờ ngươi không tiếp tục cho hoàng thượng uống canh đó, từ từ ngươi sẽ xuất hiện chứng đau đầu khó chịu, tiếp đó từ từ làm cho cơn nghiện của hoàng thượng càng nặng. Khi đó ngoại trừ Tĩnh quý nhân ngươi ra, hoàng thượng sẽ không muốn gặp ai nữa. Tạ hoàng thái hậu. Khởi bẩm hoàng thượng, trên dưới toàn quốc chuyện nghiêm cấm nhà phiến đã có thành tích. Mấy tháng này số nhà phiến thu được là 2430 thùng, còn những tiệm thuốc bị quan phủ niêm phong cũng gần 460 căn. Làm tốt lắm. Chỉ tiếc lần chống nhà phiến này dẫn tới tình hình dân loạn khắp nơi. Chỉ riêng trong kinh thành, số vụ cướp thuốc cướp của ngày càng tăng cao. Các vị đại thần có kiến nghị gì không? Hoàng thượng coi trọng chuyện này, chuyện chống nhà phiến không nên quá gấp gáp. Nếu như tình hình không còn khống chế được, đến khi đó hậu quả thật khó lường. Viên Trung Đường khi trước cũng chủ trương từ tốn, quốc công quốc pháp giao có gia quyền. Xin hoàng thượng cẩn trọng. Thanh Thân Dương nói đúng, nhẹ tay thì dung túng, mạnh tay thì mới giữ vững được kỷ cương. Dạng nhất dân chúng nổi loạn khắp nơi, triều đình kiếm đâu ra đủ binh mã để dẹp loạn? Hoàng thượng bổn dương chinh chiến nhiều năm, xin cho bổn dương dẫn binh. Thanh Thân Dương nói như vậy là không đúng rồi. Dương, trẫm cảm thấy không khỏe. Hôm nay chỉ bàn tới đây. Chính sách gia phiến sau này tính tiếp. Sau này tính tiếp. Hoàng thượng bị chứng can dương đau nửa đầu, bởi vì lao lực công việc với tâm trạng bị áp chế lâu ngày dẫn đến gan thận âm hư, khí huyết bất ổn, cho nên mới bị chứng đau nửa đầu như vậy. Thỉnh thoảng còn ói mửa, họng khô, miệng đắng, thậm chí có khi còn bị mất thị giác trong một thời gian ngắn nữa. Trầm, quả thật có những triệu chứng khanh vừa nói. Nếu đã biết được nguồn bệnh, đi dần khanh mau kê đơn thuốc giúp trầm trị bệnh. Không lẽ ngươi muốn nói với trầm bệnh này không thể chữa được sao? Nô tài không dám. Có điều... Có điều cái gì? Ngươi ấp à ấp úng, có gì muốn che giấu sao? Nô tài không dám. Có điều bệnh đau nửa đầu này, biện pháp trị đau tốt nhất chính là phải dùng gia phiến. Tô Can, ngươi kêu trầm hút gia phiến à? Hoàng thượng, gia phiến có tác dụng giảm đau, chỉ cần phân lượng hợp lý thì sẽ không dễ dàng làm người bị nghiện đâu. Nô tài Tô Can, Trẫm đương đương là thiên tử Đại Thanh, sao có thể dùng loại thuốc độc hại nước giọng dân đó được chứ? Đi dân, ngươi muốn bị chém đầu có phải không? Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Nô tài chỉ nói theo sách vở, làm hoàng thượng giận dữ. Tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết. Ngoài trừ gia phiến ra, bất kỳ thuốc nào cũng có thể kê cho trẫm. Nhanh lên. Dạ. Biểu tỷ, dân gia cả ngày cứ đồ sang thăm nhị a ca. Chẳng phải nàng cũng luôn nói nhớ dịch soạn sao? Cho nên là thiếp đã tự tay làm một cái áo khoác tặng cho nhị a ca. Đẹp thật đó, Lạc Hân thật có lòng. Để tắm nó xem. Bụng dương ẩm nó thì nó nín ngay mà, có phải không dịch soạn?
Phải đó phải đó, vậy A Ca thích Dương gia nhất. Dương gia chị ập á, nó liền đính khóc rồi. Phải không biểu tỷ? Soạn Nhi đã đến giờ ngủ trưa rồi. Mama. Dạ. Nhi A Ca đã ngủ ngon trong vòng tay của bổn Dương rồi. Để ta ẩm thêm một chút nữa. Thùy thân Dương, Soạn Nhi đã đến giờ ngủ trưa rồi. Nè. Nhất định là Soạn Nhi đã tè dầm rồi. Mama. Dạ. Biểu tỷ, hay là đi Lạc Hưng thay tả cho Nhi A Ca đi, để muội có thể học trước cách chăm sóc trẻ con. Cũng được. Mama, ngươi đưa Thụy Dương Phúc Tấn vào thẩm thất để thay tả cho Soạn Nhi. Nô tài tuân lệnh. Xin Thụy thân Dương quên đi những chuyện trước đây, đừng chấp mê bất ngộ. Cốt nhục tương liên, máu mủ thâm tình, nàng kia bổn Dương làm sao quên được chứ. Nếu Thụy thân Dương thật sự yêu thích con nít thì có thể cùng Lạc Hơn sinh con đẻ cái mà yêu thương. Nàng coi bổn Dương là loại người nào? Bổn cung thật sự không hy vọng Thụy thân Dương làm tổn thương người vô tội mới cảm thấy hối hận. Soạn Nhi có thể khỏe mạnh trưởng thành, trường mạng bách thọ, đều trông vào Thụy thân Dương. Hoàng đại tẩu xin yên tâm, bổn Dương biết phải làm gì. Dương gia, hôm nay chẳng có mệt không? Hôm nay cả ngày Lạc Hằng cứ nhớ đến cảnh Dương gia bồng dị A Ca, rồi tự nghĩ là nếu như thế có thể vì Dương gia sinh con đẻ cái thì Dương gia có thể vui với con, không cần nhớ dị A Ca nhiều như vậy nữa. Dương gia. Phu nhân, đột nhiên ta nhớ ra còn rất nhiều công văn chờ ta phê duyệt. Đêm đã khuya rồi mà, đây là lúc phải nghỉ ngơi. Chuyện công văn hay là để ngày mai rồi làm đi. Phu nhân, ta xin lỗi, quả thật có nhiều công văn đang chờ bổn Dương xử lý ngay. Nếu như nàng cảm thấy mệt thì đi nghỉ trước đi. Hàng trong cung đang thiếu, nếu có hàng lợi nhuận cao, nếu xuất hàng mạo hiểm cao, tiến hay lùi nên làm thế nào? Trị loạn quốc phải nặng tay. Chuyện này nhà phiến đầy rẫy toàn quốc, nếu như không nặng tay tận diệt, nhất định sẽ họa dân dòng nước. Khánh thân Dương, thư mổ mới nhận được mật báo, sắp tới sẽ có một đợt nha phiến thượng thặng chuyển đến kinh thành. Tin này có thật hay không? Tuyệt đối tin cậy được. Trong khi triều đình đang cấm nha phiến, kẻ nào lại dám to gan như vậy, dám động thủ trên đầu thái tuế? Bổn Dương nhất định không tha cho chúng. Thư mổ khi tra được thời gian và địa điểm giao dịch sẽ lập tức bẩm báo với Khánh thân Dương. Nếu như lần này trận đứng thành công chuyến giao dịch nha phiến này, hoàng thượng nhất định sẽ rất vui mừng. Thụy thân Dương và một chương A sẽ không dám lên tiếng nữa. Thưa trung đường, đa tạ ông hỗ trợ bổn Dương. Bổn Dương kính ông một trung. Chấp lấy thời cơ, giả ý giao dịch, đưa quân đi bắt, trộm long tráo phụng. Biết được thông tin lập tức thông báo. Mảnh giấy này lấy được trong công hàm Thư Mina đưa cho ngũ thừa mẫu. Rất hiển nhiên Thư Mina đã trúng kế của chúng ta. Quả như không ngoài dự đoán của nương nương, Thư Mina biết được đợt hàng thượng tặng giá rẻ nhất định sẽ đổi lòng tham. Ngoài dự đoán là hắn dám vừa ăn cướp về La Làng, định tự mình dẫn quân đi bắt hàng, sau đó trộm long quán phụng, một mình hưởng hết số nha phiến. Người này quả thật lòng tham không đấy. Chiêu này không sợ lệnh cấm,
không cần tốn ngân lượng, nhất cử lượng đắc. Chỉ tiếc là bọn ngựa bắt ve hoàng quanh đứng sau. Hắn không biết đang từng bước rơi vào bẫy của chúng ta đã bày sẵn. Ngạc đại ca, phiền huynh mượn danh nghĩa của Ngũ Thừa Mậu viết một bức mật hàm hồi phúc Thư Minh A, nơi chốn và thời gian dẫn xà xuất động. Ngạc thái dân mệnh, bây giờ vạn sự đã xong, chỉ thiếu Gió Đông. Ngạc đại ca muốn nói đến là số nha phiến thượng thẳng đó. Nếu không có nha phiến thì không cách nào dụ Thư Minh A vào cuộc. Tất cả cứ để muội lo liệu. Dừng tay, dừng tay, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng yên. La Phúc, lão gia. Vào đi. Có chuyện gì? Lão gia không biết tại sao khuya rồi vẫn có công hàm gửi tới. Lui ra. Dạ lão gia. Quan đột xử ra thủ khứ khu trướng sư bãi tóc đạo, trưa mai sông Vĩnh Định có thuyền, khẩu hiệu Vạn Thủy Thiên Sơn. Dừng kiệu. Bổn quan ra ngoài một chút, các ngươi chờ ở đây. Dạ đại nhân. Nhân Vạn Thủy Thiên Sơn. Thư Minh A, người quả như là chủ mưu. Hả? Thế gian này không có mật mã nào mà không phá giải được. Thư Minh A, ngươi thực sự khiến cho Trọng quá thất vọng. Thư Minh A, Ngũ Thừa Mậu đã bị bắt về quy án, đã khai nhận tất cả. Bổn vương khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nhận tội để tránh chịu khổ thân xác. Thần nhất thời không tránh được bị Ngũ Thừa Mậu lợi dụng mới phải rơi vào nhục nhã như vậy, tội đáng muôn chết. Thần một lòng trung tâm di quốc, xin hoàng thượng niệm tình hoàng hậu tha cho lão thần tội chết. Chuyện đã như vậy, tôi không biết hối lỗi, ông cũng muốn xảo biện. Phủ soái Ngạc Thái, khanh thay trẫm tuyên đọc tội trạng của Thư Minh A cho mọi người nghe. Dạ. Thư Minh A cấu kết quan viên Quảng Đông, tư buôn nha phiến thu lợi lộc lớn, khiến triều đình ngân lượng tổn thất nghiêm trọng. Thư Minh A thân là công bộ thượng thư, nhiều năm nay tham nhũng của công, chiếm làm của riêng, ngân lượng xây dựng công trình, tiền cứu trợ không cánh mà bay, biết bao bá tánh vô tội bị chết oan. Thư Minh A còn nhiều lần hãm hại trung lương, ám hại binh bộ thượng thư Di Linh chịu quan vào ngục, còn khiến nghệ chết thảm dưới loạn tiễn của quan binh. Muốn dù hoàng thiếu gì ngôn từ, chứng cứ đâu? Tất cả số kim ngân châu báu, sổ sách ghi chép này nữa, toàn bộ đều do bổn quan lục soát nhà ngươi mà có được.
đã có đủ bằng chứng chưa? Ở đây mới chỉ là một phần của núi băng, còn những khoản chưa được ghi vào sổ sách. Trong vách tường tìm được một dạng 8.000 lượng, tư khố vàng 1.000 lượng, trong địa đạo hơn 100 vạn lượng, ngoài ra châu báu đồ cổ tổng giá trị hơn 20 vạn lượng, đất ruộng hơn 300 mẫu, nhà hơn 100 căn, cửa tiệm 36 căn, ngân hiệu 26 căn, tổng tài sản thu hồi được tương đương 1 năm thu nhập của quốc khố. Tháng 8 năm Gia Khánh thứ 22, Hà Nam tu sửa xong dựng công trình lớn nhỏ quan viên mỗi người 4.000 lượng. Tháng 4 năm Gia Khánh thứ 19, Hồ Nam lục lội toàn bộ công trình tu sửa cầu đường, tổng cộng thu được 1 vạn lượng. Đúng rồi, không cần đọc nữa. Tất cả tội danh ngươi vừa nói, trừ tội cướp ngục, hại Di Linh chết bởi loạn tiễn quan binh, ta đều nhận hết. Cái chết của Di Trung Đường ngươi sao có thể trốn tội? Ngươi du quan Di Trung Đường, câu kết gia đình giả buôn bán nhà phiến, sau đó ngươi cướp ngục, mượn tay binh sĩ mưu hại Di đại nhân. Đúng vậy, là ta sắp đặt. Ta du hoàng hắn bán nhà phiến, nhưng ta không sai người cướp ngục, khiến hắn chết trong tay của hoàng binh. Nếu thật sự do ta làm, tại sao ta dám nhận toàn bộ mà chỉ có tội này là không nhận? Thượng Minh A to gan, người cả gan nửa trắng thay đen, lừa gạt bổn vương, tư tàn nhà phiến. Hoàng thượng, Thượng Minh A biết pháp phạm pháp, trong lúc đang nghiêm cấm nhà phiến, hắn còn bao che, còn định lén buôn nhà phiến. Chỉ một tội này cũng đáng tội chết. Hoàng thượng, người không nể tình thần là cha hoàng hậu, cũng nên nghĩ tình là ngoại công của nhị A Ca. Hy vọng hoàng thượng khai ân, miễn tội chết cho lão thần. Thương Minh à, người thân là trượng cột nước nhà, đã biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Trẫm không thể không nghiêm trị ngươi. Đưa Thương Minh ra ngọ môn xử chém. Đừng mà hoàng thượng, xin hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Nô tài không tỉnh, hoàng hậu bổn cung đang vội, không rảnh nói với hai người. Hoàng hậu nương nương gấp gáp vậy là muốn đi đâu? Đến ngọ môn, mùi mùi cũng muốn tới đó để chung vui, hay là đi chung đi? Ngươi, con muốn biết số nhà phiến A Mã tỷ tham lam mà mang tội từ đâu có không? Làm phiền chuyển cáo thư Trung Đường, số nhà phiến khiến y bị buộc tội chính là số nhà phiến hắn du quan cho A Mã ta lúc trước. Gieo nhân nào gặt quả ấy, đây chính là nhân quả báo ứng. Lạc Hân, sao có mình con, biểu tỷ của con đâu? Con đã cho người thông báo rồi, tỷ ấy đang tới đây. Dương gia, Lạc Hân xin người cứu di trường của tiếp. Tất cả đã quá muộn rồi, không cách nào cứu được ông ấy nữa. Lạc Hân không hiểu tại sao ông trời tàn nhẫn như vậy. Trước là cướp đi người gì mà tiếp xem như gạt nữa, bây giờ thì di trường cũng không thoát tội. Trên dưới thừa gia giống như bị tru ếm vậy. Tại sao như vậy? A Mã, A Mã, A Mã. Nguyên Uyển, thời gian đã tới, cha con hai người có gì muốn nói thì để lại lời trăn trối nhanh lên. A Mã. Nguyên Uyển, A Mã sắp được gặp lại ngạc nương của con rồi. Con đưa vị A Ca cho ta nhìn lần cuối đi. Con xem,
Con xin nhị A-ca dễ thương hiểu chuyện biết là bao nhiêu. Nhị A-ca từ nhỏ tuy sức khỏe không tốt, trải qua sinh tử, nhưng đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nhị A-ca nhất định sẽ là nhân trung chi long. Nguyên nguyện con phải dạy dỗ nhị A-ca cho tốt. Nguyên nguyện, A Mã có lỗi với con. A Mã đã hứa với Ngạc Nương con sẽ bảo vệ và phò trợ cho nhị A-ca. Nhưng bây giờ ta phải đi trước một bước. Con không trách A Mã chứ? A Mã, mọi chuyện người và Ngạc Nương làm đều là vì Nguyên Quyện. Nguyên Quyện sao lại không biết? Dù hai người đều phạm tội lớn, nhưng trong lòng của Nguyên Quyện, hai người vẫn là phụ mẫu tốt nhất trên đời. Muốn trách chỉ trách Nguyên Quyện chưa tròn đạo hiếu. A Mã, Nguyên Quyện, Nguyên Quyện, Nguyên Quyện, đã tới giờ. Tội thần Thư Minh A chịu tội xử chém. A Mã, người yên tâm, Nguyên Quyện nhất định chăm sóc tốt bản thân và nhị A-ca. Người yên tâm lên đường, người yên tâm lên đường. Nguyên Quyện, Nhi trưởng. Chém. A Mã, Nhi trưởng. A Mã, đại thù của người đã trả được rồi. Bẩm hoàng thái hậu, đại kế mượn dao giết người của thần đã thành công. Thư Minh A đã bị đưa ra ngõ môn xử chém. Chém hay lắm. Di Linh, Thư Minh A liên tiếp bị trừ. Bây giờ số trọng thần binh cạnh hoàng thượng không còn bao nhiêu, nhưng vẫn còn Khánh Tân Dân và Phủ Sát Ngạc Thái. Hai người họ một văn một võ, e sẽ là hậu quả. Xin hoàng thái hậu yên tâm, Khánh Thiên Dương nghiêm cấm nhà phiến, đi đâu cũng kích động dân loạn. Chỉ cần hắn có chút bất cẩn sẽ tự gây ra sóng gió. Ngày loại trừ Khánh Thiên Dương không còn xa nữa. Thấy một trung đường tự tin như vậy, chắc là đã có sắp xếp hết rồi. Còn về Phú Sát Ngạc Thái, thần cũng có cách đối phó. Đến khi đó Sở Quân Cơ sẽ hoàn toàn cho chúng ta điều khiển, địa vị của Thủy Thiên Dương sẽ càng vững vàng hơn. Sau này Miên Khánh có trở thành nhân trung long thì vị nhạc trưởng như người sẽ công cao như núi. Tạ hoàng thái hậu tán thưởng. Có điều thần còn có một chuyện lo âu. Hả? Thủy Thiên Dương vẫn chưa biết kế hoạch của chúng ta. Vạn nhất vạn nhất để bốn dương biết được các người có lòng mưu phản, e rằng sẽ đại quả lâm đầu phải không? Quan Ngạc Nương, người sao có thể đại nghịch bất đạo như vậy? Có phải Miên Hân nghe lầm không, hay là còn có điều gì hiểu lầm? Ai gia đang tìm thời cơ thích hợp giải thích với con. Miên Ninh tính tình nhu nhược, trị quốc vô phương, vì tương lai của Dương Triều Đại Thanh, Miên Khân nên đứng lên đảm nhận trọng trách thay thế Miên Ninh, hộ quốc thương dân. Thì Thân Dương cũng là con trụ của Tiêm Dương, ngồi vào Long Tọa là hợp tình hợp lý. Giang Sơn Đại Thanh vẫn thuộc về gia tộc Ái Tân Giác La, không hề có gì thay đổi. Cấm miệng. Phi lý, tất cả đều là phi lý. Hoàng Quy là đứa con do chính tay Hoàng Ngạc Nương dưỡng dục. Hoàng huynh còn tha cho người tội giết mẹ ruột, ân đãi Hoàng Ngạc Nương, sao Hoàng Ngạc Nương lại có thể lấy oán báo ân chứ? Nhất quốc chi quân lỗi lầm liên miên, nhẹ thì triều chính hỗn loạn, nặng thì kích động dân loạn, phản thần tạo phản. Miên Hân, con cũng đâu muốn nhìn thấy Giang Sang Đại Thanh bị như vậy. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, người có lòng báo quốc là trung thần nghĩa sĩ.
Người phạm tội làm loạn là loạn thần nghịch tặc. Đại trưởng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Bổn vương tuyệt đối không thể đồng Lưu Hợp Ô làm chuyện phản bội hoàng huynh. Các người cũng đừng mơ tưởng chuyện thay đổi trời đất, nếu không chỉ còn có đường chết. Giản nhất để hoàng thượng biết chuyện thì dù là miên hơn cũng không giữ nổi đầu hai người. Có khi nào Thủy Thương Dương... Không đâu. Nếu Thủy Thương Dương muốn tố cáo chúng ta thì đã không tốn công thuyết phục chúng ta rồi. Tin rằng nó chỉ nhất thời bất ngờ, chưa thể chấp nhận chuyện này. Qua vài tháng, sau khi đã suy nghĩ trước sau, nó nhất định sẽ thay đổi cách nghĩ. Nếu hoàng thượng đã từng bước rơi vào cạm bẫy của chúng ta thì chỉ cần thật kế hoạch hành động buộc Miên Ninh giao lại quyền hành là chuyện sớm muộn thôi. Rốt cuộc ngươi đã kê thuốc gì cho trẫm? Tại sao trẫm hoàn toàn không thấy có tác dụng gì, lại còn nặng hơn vậy? Nô tài đã sử dụng mọi cách, nhưng mà những thảo dược thông thường quả thật rất khó trị chứng can dương đau nửa đầu của người. Nô tài đo gan, có phải ngươi muốn nói với trẫm biện pháp duy nhất là phải sử dụng gia phiến không? Nô tài không dám, nô tài không dám, nô tài không dám. Không lẽ trẫm thực sự phải sử dụng gia phiến mới có thể trị được đau đầu? Không được, trẫm là nhất quốc chi quân, trẫm phải lấy mình làm gương, sao có thể sử dụng gia phiến? Sao có thể sử dụng gia phiến chứ? Nhưng mà hoàng thượng, hoàng thượng, nói đi, có phải sử dụng gia phiến thì có thể trị nhất bệnh của trẫm không? Tác dụng trị đau không lẽ nào hơn được gia phiến? Trẫm hỏi lần nữa, có thật là ngươi có cách khiến cho trẫm không bị nghiện không? Nếu như liều lượng nhẹ và hoàng thượng ý chí kiên định, chỉ muốn dùng thuốc trị bệnh thì sau khi bệnh dứt lập tức ngưng dùng, tin rằng sẽ không bị nghiện. Nhưng mà sự thật không phải là tuyệt đối. Ngươi thật là ngự y, lời nói sao có thể hai lời như vậy được? Hoàng thượng, được rồi, ngươi lập tức kêu cho trẫm một ít gia phiến để trị đau trước đã. Dạ. Trẫm đường đường là vua của một nước, sao có thể là một phế vật hút gia phiến? Không được, thượng bất chính hạ tác loạn, vì giang sơn đại thanh, vì thần dân của trẫm, trẫm tuyệt đối không thể hút gia phiến. Không thể được. Con dân của đại thanh thì không thể để bị gia phiến hành hạ được. Các ngươi còn muốn trẫm bất nghĩa, có chừng đầu rơi xuống đất. Hoàng thượng, không ai được phép đi theo trẫm. Bồ Tát ơi Bồ Tát, trẫm thân là vua của đại thanh, ngày lo ngàn việc, tại sao lại bị chứng bệnh khó trị? Trẫm thật sự rất đau khổ. Bồ Tát, người có cách nào có thể trị dứt căn bệnh của trẫm không? Trẫm từng hạ thánh chỉ nghiêm cấm gia phiến,
đưa bản thân lại phạm, nhất định sẽ bị chê cười, quan nghiêm cũng sẽ mất hết. Nhưng trẫm càng sợ bị nghiện hơn. Đến khi đó, vạn kiếp bất phục. Liệt tổ liệt tông, Bồ Tát. Xin hãy dì trẫm mở con đường sáng. Bồ Tát tại thượng, nguyên nguyện biết A Mã tội nghiệp sâu nặng, chết cũng không oan, nhưng làm người ai không sai. Xin Bồ Tát đại từ đại bi cho A Mã ngậm cười chín suối, sớm đăng cực lạc. Trong hậu cung này tranh quyền đoạt lợi, giả nhân giả nghĩa, đã tổn hại nhiều người vô tội. Xin Bồ Tát đại từ đại bi giảm bớt oán hận trong lòng mọi người. Nguyên nguyện nay đã khác xưa, may mà ngựa dừng trước giựt, biết đường hồi đầu. Còn được hoàng thượng rộng lòng nâng đỡ, khoan dung che chở, được phu quân như vậy là phúc ba đời của Nguyên Quyển. Cảm tạ hoàng ân hậu đãi, Nguyên Quyển được trở thành hoàng hậu của Đại Thanh Triều, thống lĩnh tam cung lục viện, lưu danh sử sách rạng danh gia môn. Hoàng thượng đối với Nguyên Quyển ân trọng như núi, tình sâu hơn biển. Nhưng đấu tranh trong hậu cung khiến Nguyên Quyển trở thành người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Ngạc Nương và A Mã vì bảo vệ ngôi hoàng hậu này liên tiếp chết thảm. Nguyên Quyển chưa tận lòng báo hiếu, tội bất hiếu thật không thể tha thứ. Nhưng Nguyên Quyển càng không thể tha thứ cho mình. Khi hoàng thượng lãnh đạm đưa ta tới Nhiệt Hà, trong lúc yêu đuối cô đơn, đã tìm đến tình cũ, dối phu quân bất trung, vì bảo vệ ngôi vị mà lợi dụng cả tình yêu cũ, phụ tấm lòng người ta, bất nhân bất nghĩa. Đến nay chưa có người đến đòi nợ Nguyên Quyển. Chắc là do trời xanh còn thương nhị A Ca dịch soạn còn nhỏ, nên để lại cẩu mạng này để Nguyên Quyển nuôi nấng nó thành người. Ngạc Nương và A Mã đã liên tiếp nhận ác quả do Nguyên Quyển gieo. Người thân duy nhất còn lại bên cạnh Nguyên Quyển chỉ còn lại hoàng thượng và nhị A Ca. Bồ Tát, nếu trên đời này thật sự có nhân quả báo ứng, muốn báo thì báo trên đầu Nguyên Quyển, đừng báo trên đầu phu quân và Hải Nhi. Nguyên Quyển, Nguyên Quyển, Miên Hân biết nàng vừa mới mất cha, tâm trạng đang vô cùng đau khổ, trống trải không yên, nên mới tìm kiếm nàng khắp nơi. Nàng quá nhiều. Thủy thân Dương xin tự trọng. Nguyên Quyển mới mất người thân trong lòng đau khổ, nhưng sau khi tham bái Bồ Tát đã không sao. Không cần Thủy thân Dương ngài. Nguyên Quyển, chúng ta đừng tự gạt mình nữa, không cần né tránh nhau nữa. Chúng ta bỏ trốn đi, ẩn cư đại mạc. Đủ rồi, đừng có gây chuyện nữa. Ta đã nói nhiều lần rồi, chúng ta là không thể nào. Trong lòng ta chỉ có một mình hoàng thượng thôi. Nàng nói dối. Nếu nàng đã nhất tình với ta, tại sao ở Nhiệt Hà nàng lại làm vậy với ta, còn mạo hiểm vì ta hạ sinh nhị A Ca? Ngài sai rồi. Ta không vì ngài hạ sinh nhị A Ca, ta chỉ vì mình, chỉ vì muốn hoàng thượng vui. Ngài nghe rõ đây, ta làm vậy với ngài mục đích chỉ có một,
và chỉ duy nhất chính là muốn mượn chủng. Nay ta đã sinh hạ long thai, ngài không còn giá trị lợi dụng. Đừng bám chặt lấy ta, phá chuyện tốt của ta, ngài có hiểu không? Tiện nhân! Hoàng thượng! Câm miệng! Các người có từng xem trẫm là hoàng thượng không? Ngươi là tiền phụ, còn ngươi là gian phu, không biết liêm sĩ. Mọi chuyện các ngươi làm đều phá hoại luân lý. Khi quân phạm thượng, đại nghịch bất đạo, luận đáng tội gì? Hoàng thượng bớt giận, nô tài biết tội. Thật đáng muốn chết. Chú cuộc trầm, anh làm sai chuyện gì? Tại sao các ngươi lại đối xử với trầm như vậy? Trong mắt các ngươi, trầm là một tên ngốc, là một phế vật phải không? Thần không dám. Nô tài không dám. Thần không dám. Nô tài không dám. Đừng mà, hoàng thượng, đừng mà, đừng làm vậy. Ngài muốn đánh xin đánh nô tài không liên quan tới miên hân. Đừng mà hoàng thượng, đừng mà, không liên quan đến hoàng hậu. Ngàn sai vạn sai, không chỉ là miên hân sai. Cầu xin hoàng thượng ban miên hân tội chết, miễn tội cho hoàng hậu và nhị a ca đi hoàng thượng. Đừng mà, đừng mà hoàng thượng. Đừng làm vậy mà hoàng, hoàng thượng. Đừng mà, đừng làm vậy mà hoàng thượng. Đừng làm vậy mà hoàng thượng. Trẫm sẽ cùng với các ngươi, trẫm sẽ giết diệt chủng của các ngươi. Hoàng thượng, nhanh lên, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, người bảo lui ra, lui ra đi. Dạ.